15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú và anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Đây là Giang, nói chung anh thì 56 mấy tuổi, thì chung là cũng là người Anh. Vì gì tấm nghĩa năm nay cũng 50 rồi. Bây giờ là trong một thời gian anh là làm nghệ sĩ thì tất cả cái gì người dân cái đồng bằng sông Cửu Long đó ta là miền Tây á, là ủng hộ về cả đường, cho nên bữa nay là cái dịp mà nó mà cái dịp mà cũng chưa có dự định mà đến đây thắp nhang anh Vũ Linh, nhưng mà cái dịp có dịp này thì cái tình thương của thương đến đây để thắp nhang, cũng là tưởng nhớ là một người anh đã cống hiến còn những cái bài hát, những cái tuần giải lương để phục vụ bà con, và cũng là người đam mê thì mình cũng làm một bộ show đó, cũng có cái tập cũng là thắp nhang để gửi gắm anh để toàn thể anh em trong cái bộ show. Dù xa hay gần cũng có dịp để đến đây thắp nhang cho anh Vũ Linh một cái thời gian, là vô lòng nhớ đến người anh của chúng ta đã từng trải qua trước cũng là cũng như mấy chục năm. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Hay con nghe chú nói là chú, con nghĩ chú là người miền Tây đúng không chú? Kiên Giang. Kiên Giang ha. Dạ. Mà là ở cái huyện mà của chị xứ. Dạ. Và ông Nguyễn Dương Trực là đồng thằng của ta. Dạ. Thành phố Bạch Giá là thành phố Bạch Giá là của đồng thằng. Dạ. Có những cái tháng 8 tới có những cái đồng thằng mà là dỗ ông là ông Nguyễn á. Dạ. Là lớn nhất. Dạ. Đó là miền Tây. Còn ở Hòn Đất thì chị Mã Chí Sứ. Dạ. Anh thì ở Hòn Đất. Dạ. Mình đã gặp cậu Năm Vũ Linh ngoài đời bao lâu giờ chứ chú? Nói chung là chắc chưa có lần nào gặp. Dạ. Có hình như là có Hữu Linh là về xã con nuôi hay gì của anh. À, anh Vũ Linh. Vũ Linh á. Dạ. Về xã Mỹ Sơn có phục vụ là. Dạ. Còn anh Vũ Linh hình như chưa có về. Chưa có về xã, nhưng mà chắc có cũng có về thành phố Giá hoặc là huyện tỉnh Kiên Giang có nhiều huyện. Dạ. Huyện Dầm Ghiền, huyện Tân Hiệp, các huyện. Vậy thì anh em nói chung thì cũng chào tất cả anh em. Dạ. Mà có... bữa nay thật sự là bữa nay trời nắng mà nhưng mà đi một đoạn thì tới đây mới mưa. Mưa. Dạ bây giờ trời đang mịt mù luôn á chú. Con nghĩ là chú chắc cũng vừa đến đúng không? Vừa đến. Chắc là chú cũng đốt nhang cho cậu Năm Vũ Linh rồi. Bây giờ đi giấc sáng mà đi xe rồi ghé nhà mấy em mới nghỉ ra một chân. Dạ. Và chú ơi cho con hỏi thêm một câu nữa ha. Chú ấn tượng với cậu Năm Vũ Linh đó là gần đây ha, là nào giờ rồi chú? Lâu rồi. Lâu rồi. Thời mà Vũ Linh chọn những cái tuần hay, cây nguyên ương, các cái tuần là độc thủ đại hiệp. Dạ. Rồi sau này mới là nổi là cái người con nuôi của người Vũ Linh là anh Vũ Linh. Vũ Linh. Dạ. Nó nghe nó sao rồi nghe qua rồi nghe nó giống. Giống Vũ Linh. Mà khuôn mặt cũng giống rồi đúng không chú? Dạ. Thì nói chung là mình cũng làm mình nghề âm thanh thì ca đi không có bằng các anh đâu. Dạ. Anh chỉ mình là một cái người để điều chỉnh cái âm thanh để phục vụ toàn thể anh em mình hát. Dạ. Chú bây giờ là chú đang làm bầu show hay gì chú? À... bầu show đoàn gì chú? Cái ông như mình làm bầu show là mình lãnh nấu đám cưới này kia. Có cái nhà bên mình làm cho thêm mức âm thanh. Dạ là bên âm thanh ha. Nói chung là bên đám cưới, đám tiệc này nọ là... Dạ. Là hiện tại là tại Kiên Giang hay sao chú? Kiên Giang, nguyên đất. Dạ. Hôm nay là chú từ Kiên Giang lên đây hả chú? Wow. Wow, tuyệt vời quá. Thì mình đi với một mình ha, đi với ai? Đi với bà xã. À, bà xã. Bà xã thì cũng đam mê lắm đó. Dạ. Bà nói, mới ăn chưa xong đó, bà nói thôi đi qua đi mà có mồ của anh Vũ Linh đi thắp cho ông anh người khai nhang. Đó cũng là đây. Dạ. Đam mê. Gì? Dạ, con chào cô nha. Cô đang đi chụp hình quá trời nhiều. Chào tất cả. Thôi con chào chú ha, chung chúc cho chú nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong công việc. Dạ. Em chào anh trai ha. Lúc còn nhỏ thì cũng lâu rồi. Dạ. Cũng có đi xem một vài cái tuần diễn của nghệ sĩ Dâu Lộc và cây, một người ăn miếng cây cũng là tổ. Nhưng mà bây
giờ thì nói thì lâu quá, nhiều khi mình cũng không có nhớ đâu anh. Nhớ dạ. Mấy chục năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Hôm nay mình đến viếng một mình hay đi với ai anh? Mình cũng đi chung với tất cả anh em cũng ở miền Tây mình. Dạ. Kiên Giang. Hiện tại dạ. Anh đang làm việc và sinh sống ở đây. Dạ. Rồi hôm nay mình đến mình thấy mộ cậu Năm như thế nào anh? Thấy liên tiếp. Dạ. Nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ. Có một cái gọi là cái giọng hát là đặc biệt và truyền cảm đến những cái khán giả hâm mộ cả trong nước và ngoài nước. Hôm nay đến đây là thắp nén hơn cho nhang cho chú nghệ sĩ Vũ Linh. Buồn. Dạ. Đến đây là cái niềm vui và được gặp chú nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ. Phải nói hôm nay mình đến vào ngay lúc cái trời mưa ha, rất là hạnh phúc luôn, tuyệt vời nữa. Thì phải nói là tụi em cũng cảm thấy tuyệt vời lắm. Thì tụi em chúc cho anh á là cũng như là đoàn trong đoàn của mình ha, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt nha anh. Rất là trân trọng cái tấm lòng của anh cũng như là mọi người đã đến đây để viếng cậu Năm vào một cái ngày trời mưa ha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ dạ. 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 Cảm ơn anh. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị xem video. Nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.